bấy giờ thiện tài đồng tử bạch với chủ dạ thần rằng ngài đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề được bao lâu đắc được giải thoát này lúc nào mà có thể lợi ích chúng sinh như thế vị chủ dạ thần đáp rằng thiện nam tử vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi tu di có kiếp tên là tịch tĩnh quang thế giới tên là xuất sinh diệu bảo có năm ức vị phật ra đời trong thế giới đó có bốn thiên hạ tên là bảo nguyệt đăng quang có thành tên là liên hoa quang ông vua tên là thiện pháp độ dùng pháp bố thí giáo hóa thành tựu bảy báu làm vua bốn thiên hạ vua có phu nhân tên là pháp huệ nguyệt nửa đêm đang ngủ bấy giờ hướng đông thành đó có một khu rừng lớn tên là tịch trụ trong rừng có một cây đại bồ đề tên là nhất thiết quang mani vương trang nghiêm thân sinh ra tất cả phật thần lực quang minh bấy giờ có vị phật hiệu là nhất thiết pháp lôi âm vương đang ở dưới cây bồ đề đó thành đẳng tránh giác, phóng ra vô lượng sắc quang minh rộng lớn, chiếu khắp thế giới, xuất sinh diệu bảo. Trong thành Liên Hoa có vị chủ dạ thần tên là Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ phu nhân của vua là Pháp Huệ Nguyệt, lay động chuỗi ngọc trên thân mà bảo rằng: "Phu nhân nên biết Như Lai nhất thiết pháp Lôi Âm Vương đang ở trong rừng tịch trụ, thành vô thượng giác" và rộng vì chúng sinh nói công đức tự tại thần lực của chư Phật, hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho phu nhân của vua phát tâm an đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề cúng dường đức phật đó và các tăng chúng bồ tát thanh văn tiện nam tử phu nhân của vua là pháp huệ nguyệt thuở đó đâu phải là người nào khác chính là thân ta vậy nhờ ta ở chỗ đức phật đó phát tâm bồ đề trồng căn lành nên trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi tu di chẳng sinh vào trong các cõi ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng chẳng sinh vào nhà hạ tiện các căn đầy đủ không có các khổ ở trong trời người phước đức thù thắng chẳng sinh vào đời ác luôn chẳng lìa khỏi Phật và các Bồ Tát đại thiện tri thức, thường ở chỗ các ngài gieo trồng căn lành trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi, 80 núi tu di thường thọ an lạc mà chưa đầy đủ các căn Bồ Tát. Qua những kiếp đó rồi lại trải qua một vạn kiếp trước hiền kiếp, có kiếp tên là Vô Ưu Biến Chiếu, thế giới tên là Ly Cấu Diệu Quang, trong thế giới đó sạch dơ sen tạp có 500 vị Phật xuất hiện ra đời trong thế giới đó. Vị Phật thứ nhất hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn, Như Lai ứng tránh đẳng giác. Ta là con gái của trưởng giả danh xưng tên là Diệu Huệ Quang Minh, đoan tránh xinh đẹp. Vị dạ thần tịnh nguyệt đó do vì nguyện lực mà sinh trong thành vua Diệu Tràng, nơi thế giới ly cấu một bốn thiên hạ, làm chủ dạ thần tên là Thanh Tịnh Nhãn.